Nhận thấy được công lao to lớn của người cao tuổi nói chung và ý thức được trách nhiệm đối với cư dân cao tuổi tại tòa nhà Hoàng Thành nói riêng, Ban Quản lý tòa nhà luôn luôn quan tâm giúp đỡ, sẵn sàng lắng nghe và tận tình giải đáp mọi vấn đề mà cư dân còn băn khoăn. Giúp đỡ cư dân trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là các cư dân cao tuổi, để họ cảm thấy thuận tiện, thoải mái, vui vẻ và hài lòng khi sinh sống tại tòa nhà. Cư dân cao tuổi tại tòa nhà Hoàng Thành cũng luôn có lối sống tích cực bằng cách tham gia tập luyện thể dục thể thao tại phòng tập Yet Fitness nhằm nâng cao sức khỏe để có thể sống vui vẻ, quây quần bên con cháu và tiếp tục cống hiến cho xã hội. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay đây chúng ta sẽ được gặp gỡ và trò chuyện với đại diện thế hệ người cao tuổi sinh sống tại tòa nhà Hoàng Thành để cùng hiểu rõ hơn về vai trò và ý nghĩa của thế hệ người cao tuổi trong giai đoạn thời kỳ kháng chiến cũng như giai đoạn thời bình. Là cư dân cao tuổi sống trong tòa nhà Hoàng Thành, tôi cảm thấy rất biết ơn các thế hệ cha anh đi trước đã có công lớn trong giai đoạn kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc cũng như xây dựng đất nước sau này. Cho đến thời điểm này, tôi cũng trở thành những người cao tuổi, nhưng may mắn hơn là đất nước đã hòa bình và phát triển. Tôi cũng có ý thức về việc tăng cường và bảo vệ sức khỏe để cho con cháu, giúp đỡ con cháu được yên tâm công tác và góp phần xây dựng Tổ quốc ngày càng giàu đẹp hơn. Cũng như bản thân tôi, là cũng có thể là có một chút ít để cho các cái giúp vào những cái chương trình của những người hội cao tuổi ở phường, ở quận đã phát động. Hôm nay nhân ngày 16 tháng 6, tôi xin kính chúc toàn thể những người cao tuổi Việt Nam dồi dào sức khỏe, mỗi ngày sống mà được vui thêm. Tôi xin cảm ơn ạ. Kính thưa quý vị, nhân ngày 16 tháng 6, thay mặt Ban Quản lý tòa nhà Hoàng Thành,